anh gửi sao trời đến cùng em. Giấc mơ ngày ấy gợi ưu phiền, nửa trái tim anh buồn tiễn biệt, âm thầm âu yếm lắng phương em. Một trời sao lặng lẽ dịu êm, gió thổi cho lòng dây dứt mãi, thao thức anh thầm mong gặp lại cái nhìn trong sáng của tình em. Tình yêu anh nào đã hiểu gì mà đau vò xé nỗi biệt ly, trái tim trong trắng anh còn lại một bóng hình em chẳng biến suy. Anh sợ lòng anh giấu chẳng đành, rồi đây lẻ đắng của tình anh sẽ tràn trên mà, tràn trên mà. Anh trách tình anh đã nghẹn ngùng, trách chiều em đến chợt mưa răng, trách lòng anh đã thầm sao xuyền cặp mắt thân thương đến lạ lùng. Thôi nhẹ, anh còn trách gì hơn khi nỗi đau anh nặng chịu lòng, bởi anh đâu muốn em buồn khổ khi lòng anh đã nặng yêu thương. Hà đã thoảng hồng đêm cuối xuân, nhành mai nào đó nở bông quân, cầu cho em nhé người trong ngọn có trái tim anh ước nguyện thầm. Đây là bài thơ tặng Hoàng Tiền Giang, người con gái đẹp nhất của đảo Cần Thơ. Bây giờ cuộc đời em có thể sẽ có nhiều bất hạnh, nhưng chắc là anh vẫn nhớ tình, cái tấm tình của anh đã dành cho em cách đây từ năm 83 đến giờ là 81 đến giờ là bao nhiêu năm em? 81. Nhắm mắt cho tôi tìm một đoá sen, cho tôi về đường cũ, cho tôi gặp người xưa. Nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời, tiếc nuối đấy mày. Chứ nếu mà đã thỏa mãn hết tất cả rồi thì không còn thi, không còn vị, không còn thơ, không còn tình người luôn. Tại sao ta phải vùi dập những cái tình cảm tốt đẹp trong cuộc đời này, đúng không nào? Vì sao mây trời không yên lắng gió, hỏi vì sao mê ngàn bờ núi bay, hỏi vì sao chiêm trời lại quay về, và hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy mình em. Tuyết là 65 bà Triệu, thủy lệ đoan trang, thông minh, trong sáng vô cùng. Câu thơ hay nhất anh tặng em: xa trên đồi anh đẻ một cành du, tha thiết đặt lên môi tiếng rì rào của nó. Anh tặng em với bao niềm tiếc nuối, một tình yêu không nhận chỉ để cho. Nắng có bàn đôi môi em, mưa bàn đôi mắt em, ta ra tan từng sợi.
giờ xem nàng vì tóc em chính là cho mê hờn ngủ trên mưa. Chị Ngô Dân Quy cái con sản cái bài này đó. Tại sao mưa lại hồng? Như kênh ca Trịnh Ngô Sơn tôi buồn lắm, tôi thương Trịnh Ngô Sơn vô cùng. Một cái con người tài hoa, phối đồ, âm nhạc, thơ ca, hội họa, hòa quyện lại cái tình người, âm nhạc Trịnh Ngô Sơn, bất hủ chứ, thương lắm. Đôi môi lửa cháy ngủ đi em, da thơm đỏ ngủ đi em, tay thôi hỏi ngủ đi em. Mấy cậu rồi. Thương lắm tóc dài ơi. Một đời long đong thân cò lặn lội. Thương lắm tóc dài ơi. Một đời lênh đênh dòng đời đục trong mưa vẫn răng đầy trên triền sông chiều đông ra buôn em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm yếm dây còn ngăn được gió tình em dáng giờ yếm nào chưa thương lắm tóc dài ơi cánh chim chiều đã mỏi tan cho em bóng dáng tiếng ca buồn thương lắm tóc dài ơi một đời lắm đông thân co lặn lội thương lắm tóc dài ơi một đời lênh đênh dòng đời đục trong mưa vẫn răng đầy trên triền sông chiều đông ra buốt em vẫn ân thầm đi về đâu để ta thương lắm yếm rách còn ngăn được gió tình em dáng giờ yếm nào che thương lắm tóc dài ơi cánh chim chiều đã mỏi tan cho em vòng dáng tiếng ca buồn alo em nào đấy hả ai vậy ai gọi đấy không có làm gió đấy được à ồ thế là ăn tết thế nào em dân ơi cái tình của cải đấy hả chưa này nhưng mà con Hoàng thế nào em Hoàng thế nào rồi em Hoàng của anh thế nào rồi
Nhưng mà đẹp lắm, nhưng mà cái thằng chồng vẫn liệt. Nằm một chỗ đó vào. Tức là liệt rồi gì? Nhưng mà thôi được. Đây. Bao giờ phải hưu? Mấy năm nữa kìa. Anh năm nay về rồi nhưng mà trường nó giữ lại. Mình có giáo trình mà. Dạy 4 năm nữa, một khóa nữa. Cái trường mình bây giờ nó có 3 ngày lịch sử. Chưa, 4 năm nữa mới về. 4 năm nữa mới về. 4 năm nữa. Nếu mà chú còn dạy 4 năm nữa đấy, là anh sẽ gửi những đĩa chương trình cho em. Lớn 2-3 năm. Thì anh hơn em 3 năm. Anh sang năm anh về. Biết. Thôi. Thôi bây giờ cho số con Hoàng đi. Cho anh số con Hoàng, anh gửi anh gọi cho nó mấy tiếng. Nhớ Hoàng quá à. Vừa mới đọc bài thơ của Hoàng xong này. Số nào? Cho rồi, mất rồi. Bây giờ cho lại đi. Cho lại đi được. Bây giờ cho đi, anh đang muốn gặp nó tí. Rồi, chúc ăn Tết vui vẻ nhá. Thằng này đang tiền giang. Mà nay mắt trên mắt lệ mắt. Thằng nó gần con Hoàng lắm này. Con nghe Hoàng của tôi nói rồi. Tình yêu giờ xa xôi lắm. Xuyết chất thương. Em không muốn cho ai đêm này. Ai khóc cho em ngày mai. Loma proposa disposa.
tức là mưu sự tại nhân lại thành sự tại thiên. Lamia lenemi dubien, tức là cái hoàn mỹ là kẻ thù cái tốt. Em là hoàn mỹ rồi, không cái tốt nào chen vào đây được. Em mãi mãi là hình đẹp nhất của anh. Lamia lenemi dubien, tiếng Việt dịch rất thô thiển là châu bò két châu ăn. Không biết là Nga văn, Pháp văn, Anh văn tôi sành soạn Hoa văn luôn. Chuyện cái thằng Hải đấy, nó thấy anh Khiêm của nó là nó nhớ tên, nó đang mát sao ở đó, nó mời ra. Tại sao mình đi về chơi cái trò thơ điển của nó? Nó bảo anh cứ đem quay lại đây, tùy mày. Còn sức thì mày quay lại. Nói chuyện nó không thú, nó chả có văn hóa gì cả. Bây giờ tôi có giọng nó hay lắm, giọng nó có hồn, mà tôi thích ông hát bài gì đó mà ông thích á. Có nghĩa là mình để mới đây nó không có mang tính chất là khuôn khổ gì hết á, nhưng mà tôi thích vậy. Cái giọng của tôi là nó nói hết hơi mẹ. Hết nhưng mà có hồn. Cái chuyện hát thơ là chuyện tiết chuyện mình. Nhưng mà cái hồn ở trong cái lời hát của mình đó chứ. Thường lắm tóc dài ơi cũng đẹp đúng không? Đó, vừa rồi cái đó rồi, đừng gắt lại nữa. Không làm bài khác. Tôi thì có nhiều bài tôi thích. Vậy tóc gió thôi bài đi, tóc hỏi thôi bài đi. Tôi không biết bài đó không? Ông cứ hát cho tôi thêm. Chiều mưa, có một người con gái nhớ quê xa vơi vơi dòng sông, giấc mơ xưa một thời thiếu nữ con thuyền trôi. Thuyền xưa xa rồi, người xưa cũng xa rồi, tự nhiên quen. Thuyền xưa xuôi dòng, người xưa đã có chồng. Buồn vui những tháng năm bên người yêu dấu, tóc gió thôi bay những chiều mưa. Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa vơi vơi dòng sông, giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi. Người xưa xa đã xa, thuyền xưa xa đã xa. À thế à, rồi rồi. Giờ đâu đi ạ? Mà xa điện này. Mình chia tay. Tiếc còn gì? Nhưng mà trước khi chia tay phải làm một ly nữa. Thôi. Không sao được. Còn đây mà. Cảm ơn. Dạc trôi đến bên bờ có người thương nhớ. Thằng thương nhớ thì không thể bằng mình được rồi. Thương không? Tôi thích ông ấy. Cái giọng của Hồng kìa. Không phải, tức là tóc hói thôi bay. Học trò nó cứ bảo thầy ca đây thầy. Tóc hói. Tóc hói thôi bay. Tóc hói thôi bay. Hói không bay. Mấy công nó lên nghe. Đúng mà ông Lâm cứu nha. Thích cái nào tôi sẽ làm cho ông như vậy. Đi chia tay. Thôi vậy thôi. Ngày xuân nói chuyện thơ phú. Vui lắm. Chúc ngủ ngon nha. Good night.